Hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của Shiz. Rồi, thấy luôn. Này đấy nhá. Bạn này đã này. Xem ra sách thánh thì giữ bạn 2 AT, không thì bán nốt 2 AT đi. Không ra sách thánh này. Có một cái giáp gai A. Giáp gai A anh gì ta? Tướng xấu rồi. Thế là như quy trình thôi anh em ơi. Và hẹn gặp lại anh em sau chuyện chua. A few moments later. Hi anh em. Chào mọi người quay trở lại với channel Shiz. Nhưng có mấy bạn như thế này, thế kia, như thế kia. À, mình mới phát hiện ra một cái khá là hay như thế này. Tự nhiên thấy một bạn ấy để tướng cái này nên mình nghĩ ra là nếu mà anh em để con Vio ở đây này, xong anh em để một con dị cho con Van Heo ở đây này. Để một con Van Heo ở đây thì cái này khi mà tị tấn công ấy thì nó sẽ tấn công nó từ từ để nó quay lại vị trí đứng lại, xong rồi mình sẽ chỉ rồi ngon luôn. Hai con Flo này thủ khá là uy tín này. Hai bạn này thì khá là yếu rồi, chắc mình sẽ để bốn tướng không? Bốn tướng chưa chắc đã thua được mấy bạn này. Thôi thắng luôn nhé. Thời gian mình chờ đợi này. Ui giỏi 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 giỏi. Mấy anh bảo là nếu mà để một con Van Heo ở đây này, thì khi mà tướng địch mà nó giết được con Flo này của mình này, thì sao nhỉ? Thì giả sử nếu mà tướng địch giết được con rat này này, xong rồi nó đi đến ô này này, thì như thế này con Vio nó vẫn cách con này một ô thì nó sẽ vẫn ulti được. Trước mình hay để con Vio ở trên hoặc mình có thể sao đấy, nhưng mà kiểu Vio mà nó ở đúng cái hai ô này này thì nó không ulti được vào người, đúng không? Hai cái ô mà ở đây với ở đây này thì nó không ulti được, đúng không? Mà ví dụ như ô chéo này là một này, qua pha này thì không nói gì, nhưng mà nói chung là anh em hiểu ấy. Ý là kiểu nếu mà tướng địch mà tiếp cận con Vio của mình thì nó sẽ ulti được, thì con Vio nó sẽ không ulti được, đúng không? Thế em nếu mà để một con ở kia sách thánh nhá. Này Vio tạm được, không biết cho con gì. Thì nếu mà con em để con Vio ở đây thì mà còn mở được một con ở đây, nó sẽ đứng kê cho anh em khá là yên tâm. Mình nói quá gì. Nhưng mà nói chung là anh em hiểu đấy. Thì không biết diễn tả thế nào thôi, nhưng mà tiên bị lag quá, không ngu quá, diễn tả được. Anywho thì trận này có sách thánh và một cái đồ như này thì mình đang dự kiến là có thể xoay giữa thú với cả một là đánh thú và hai là đánh ấy thôi. Một là đánh thú, hai là đánh phá án thôi. Lũy pha này thì không nói làm gì này, pha này thì vẫn được. Vio Flo này phân hết anh em, thoải mái. Chị giữ lại con này nhé, con này bỏ cũng được, ta bỏ đi. Thợ săn quỷ cũng bỏ đi. Thì ra giữ thợ săn quỷ cũng được. Nét te này. Em pháo thủ đi. Này, ví dụ để còn đây, còn Vio sẽ chắc chắn là uy tín. Shall I compare thee to a summer's day? Không phải trận này đánh gì nhỉ? Sách thánh thì thường mình hay thường đánh thú hơn, nhưng mà có đồ này thì đánh hắc ám lại ok. Nên là chờ đồ tiếp theo xem nó ra gì đã nhé. Để lau ở đây có yên tâm không ta?
dù floor này đép máu tốt rồi. Bốn thú này, có một con teo này. Nào xem nào. Hai bạn cuối đánh hắc ám rồi này. Rồng còn 12 con. Xì phin đủ 3. Đang nét máu thôi. Chưa có gì nổi bật lắm. Vô 2 đang cho nó sách thánh được. Đâu lại đép hay. Thứ ra để sách thánh on floor, floor xin luôn cũng ok nhỉ. Ví dụ 3.000 dam. On floor đi. Yon thì trận này có sách thánh rồi, mình không định đánh Yon lắm. Mình sao? Sách thánh cho teo. Ừ. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Em sẽ pay cho teo luôn nhé. Nó dễ dàng này đánh thú anh em ơi. Ra đồ như kia. Trừ khi bây giờ ra một cái ngọc đại. Xong rồi ra con nắp luôn. Thì để mình sẽ đánh nhá. Ít voi quá nhỉ. Dễ đánh thú rồi. Ú sao. Con về cũng được. Rồi bán đi. Lau thì cũng không cần lên đâu. Teo này. Dead này uy tín rồi, mình có thể để hôm nay ở đây. Hang floor này xin luôn. Nhưng mà sẽ bị trùng tiêu này. Để xem bao nhiêu bạn để floor bên góc bên đấy nhá. Nếu mà ít thì mình... Ui, pha này xin đôi này. Mà không được anh em. Chịu khó tí đấy. Khỏe lắm anh em ơi, hai con floor này khỏe lắm. Cót 1 à. Quên mất. Đó, teo cầm sách thánh cho sớm hơn. Quả này khỏe. Quả này hơi khỏe. Nên luôn giữ chuỗi thắng không nhỉ? Kích được cái gì à?
xếp trong kỳ quá nhỉ, nghĩa hiệu quả, hiệu quả vẫn có. Giving all my heart, giving all my heart. Ôi giời ơi, chết rồi. 11 con teo này. Nhìn nó dễ mến quá vậy. Richter. Giving you all my heart. Đây. Đó là con teo hai phát anh em ơi. Không hề cố ý. Không hề cố ý luôn. Không hề cố ý một chút nào luôn. Tất cả là vô tình hết anh em ơi. Gì trôn quá vậy. rồi ơi rồi xong rồi, nhà ngươi, các nhà ngươi tới số rồi, Ico lên 9 luôn, càng cần Ico luôn anh em ơi, không vội gì nữa cả, một cái thẻ thăng sao mà mình thích làm gì thì mình làm thôi. Rồi ơi, muốn gì làm đấy thôi anh em ơi, muốn gì làm đấy thôi. Ôi giời ơi, ra một cái khung dép, hai con floor, ra một cái thẻ tăng sao, ra ba con teo, ra ba con maloc, và có một bạn nữa cầm một con teo của mình, không biết bạn nào. Đây bạn này, chính xác là bạn súc vật này luôn, tao là súc vật. Bạn này dép, khung dép cũng khỏe này, floor. Con này chi hồn không? Rồi sao con Floor lại quay lại xin tiếp. Mẹ đẹp khỏe nhỉ, vẫn chắc máu này. Uy tín quá nhỉ. Ê, mình thắng rồi. Vẫn chắc máu, bạn này căng thẳng ấy, bạn này khả năng tranh tướng của mình ấy, hay mình roll luôn. Không hề cố ý luôn, thề. Mình không hề cố ý một chút nào. Chết dở rồi anh em ơi, bây giờ phải làm sao? Roll luôn chứ còn làm sao nữa. Tranh tướng thôi. Gì không tranh cái con nào vậy? Ôi, lên tiếp đi. Không vội gì cả. Không gì để vội cả. Tạo này đi. Đánh con này nhỉ? Tại cái đồ 40 mana này. Nhưng mà có Maloc 2 cũng uy tín anh em ơi. Muốn chơi Maloc 2. Maloc 2 là cũng có dạng khỏe. Góc này nhảy hơi ngu tí nhưng mà không sao cả. Chốt bài nhá anh em nhá. Tinh linh ma tộc. Còn bài gì nữa? 8 con. Bắt đầu lấy rồi đấy, bắt đầu tranh nhau rồi đấy. Anh cũng số đỏ phết nhỉ. Lên 9 đâu. Nico lên 9. Bạn này cũng căng ấy. À này đổi sang hắc ám à. Tinh linh. Tinh linh hắc ám à. Kinh nhở. Nhiều bài nhở. Biến hóa khôn lường nhở. Cho thêm phù thủy không anh em. Còn Maloc 2 không dùng cũng hơi phí.
destiny to the end. Feet. The door to a... Did you know that there are 400 magic prevails. Tương thổi góc này à, tương thổi góc kia à. Xem đây một tí. Cho con rồng nó thổi bớt bớt sang bên hướng bên này đi. Đỡ dính con teo mình. Đây luôn sống vội không nhỉ anh em nhỉ? Thôi trong game này mình cũng không thích sống vội lắm. Thắng 10 thôi. Khỏe lắm không? Bạn này còn khỏe hơn. Cần kèo đây, cần kèo đây. 7 con teo. Hai nhà đều tranh nhau anh em. Nó có phải bạn này, bạn nào tranh nhỉ? Ở à đây. Tại những thành phần yếu tố mới còn 6 con teo. Không sao, mình chỉ cần 1, 2, 3, 3 con nữa thôi. 3 con nữa là được. Đợi mình tí mình vả mấy bạn kia phát thì... Rồng thổi góc này, ok, đẹp đẽ đấy. Rồi, thổi vào đây. Thương. As long as you stay with me, giving you all my heart. Quả này may anh em ơi, quả này may ra ba con teo, ba con ma lốc sớm quá đây nè. Cứ eco chiêu chiêu đến 9 luôn. Sống chiêu chiêu đến 9 luôn. Không vội. Mua chiêu chiêu đi. Hai XP cho nó, hai XP đi. Tiếc gì hai XP. Bởi lẽ lên 9 luôn không phải roll. Sẽ nhiều tỷ lệ hơn nhưng mà thôi không sao. Roll của này đằng nào cũng có thêm hai XP mà. Chắc một vàng à. Bán bị cũng tiếc, còn này dễ lên 3 lắm. Bán này đi. Sao bị không tìm được, thôi không dám bán. Em cho em teo đi. Chưa thấy có triển vọng gì lắm nhỉ. Nhiều đam phép hơn hay nhiều đam máy hơn? Trông phải nhiều đam phép hơn nhỉ. Nhiều hấp án nữa. Không ra được. Kịp rồi. Kịp xoay lên. Một cát này trâu thế. Không truy hồn nhỉ. Sao xử lý được cái vụ này không có truy hồn nhỉ? Còn hai con von cát nữa. Rất khổ sở mà. Rồi, mất cái chuỗi rồi. May quá. May mắn quá. Quý hóa quá. Thêm đồ giáp của bạn đi. Teo kìa. Kiểu gì phải có một con gì lên 3 thôi em.
Chắc này cho Malok cũng được, này cho Malok. Theo theo đấy là được. Cát mình chết sớm, một sách thánh, còn chưa kịp soi sách thánh sang. Malok tanh góc này được không? Tanh góc này sợ hơi yếu. Vẫn thua kìa, bạn kia vẫn thua mình một tí máu. Ừ. Này vị tí. Thường bắt đáy bên này, thường bắt đáy bên kia. Đợi tí, giây cuối. Thường thổi góc riêng, ok. Quét nộ, ồ, kịp nộ. Cát này vẫn là choi. Càng đét. Teo mình mua sách thánh nhỉ, thêm sách thánh cũng ngon hơn. Truy hồn ngon nhất. Gì cả con cát này nhỉ. Choáng lắm. Cái nhờ. Cái truy hồn hay cái gì mới cản được nó cơ. Truy hồn không có gì cả. Chưa có teo 3, chưa có Malok 3 gì. Trận này lấy teo 3 ngon hơn. Nhưng mà chắc teo 3 nếm sách thánh không? Không, teo 3 chẳng sách thánh nữa. Thường bên kia. Bên này lên thổ con rồng của mình à. Kỳ ghê ha. Ngon này. Bạn này ăn bạn top 1. Đấy, tranh nhau phết đấy, không đùa đâu. Không thể đùa đâu. Kia anh chưa biết cho ai này. Bảy Malok thì cứ chiêu chiêu mà lên nhá. Teo thì khả năng mình búp lên teo 3. Von Cát thì sắp lên Von Cát 2 rồi. Ừ, hơi khó ta. Cần up con này lên Von Cát 2 nhỉ. Cát 2. Muốn teo 3 hơn anh em ơi. Một con teo thôi mà. Cần truy hồn đấy. Cần cái truy hồn đấy. Thêm một tướng nữa, mình thêm tướng gì nhỉ? Liliana. Thêm Liliana còn thêm. Lily còn thêm thôi. Rồi rồi, thấy luôn. Mình chặn hai con tèo nhé. Malok 3 rồi này. Muốn chơi con kia hơn anh em ơi. Thế đâu. Đấy, cho con Gera tạm. Nhưng mà không ra Malok. Một con Von Cát. Mà không gian kia thì mình đánh tạo con Malok 3 nhé. Dù Malok 3 không có đồ thì cũng hơi nhưng có vấn đề một tí. Má không có gì giết Von Cát này anh em ơi. Chơi bằng máu thôi. Lấy máu đè người thôi anh em ơi, chứ cũng chả còn cách nào khác. Lấy máu đè. Bạn này trả tí mình, trả mình tí Von Cát này. Xin truy hồn nhỉ.
thêm sách thánh nữa. Đây rồi, lên quả này lên cao 3 là kia có người phải đi ấy, có người phải tạm biệt cõi vĩnh hằng ấy. Cố tí anh em ơi, cố tí. À, bảy mà gì vậy? Tiếc con teo không anh em ơi, có muốn cố gắng con teo tí không? Tại con teo này đồ nó xịn, đồ con teo xịn lắm ấy. Không bỏ sứ Malok đi không? Bỏ sứ Malok lấy Eco không? Quyết tâm của teo 3 cơ anh em ơi. Malok đồ không có đồ. Quyết tâm đi. Quyết tâm dùng teo 3 tí. Cố tí, cố tí. Nhanh không bạn đi mất anh em ơi. Nhanh các bạn ấy đi mất. Nhanh lên đi mất bây giờ. Ê gì vậy? Không hiểu kiểu gì. Bỏ hắn Malok 3 để đi tìm con Teo 3 rồi mà không thấy à? Còn không chỉnh được vị trí tướng nữa. Ê cay quá nhở em nhở. Thôi bạn này đi rồi. Má trời ơi. Gì thế nhở? Chấp hẳn một cái thẻ tan sao ạ. Chúng bài học rút ra là cuộc đời có thể có những cái mà bạn cố gắng hết sức rồi nhưng bạn cũng không thể không thành công được. Nên không vậy thôi, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Thế vậy thôi, bye bye.